ngài không theo ban của Lê Vi nhưng mà ngài được kêu gọi theo ban của Men Menchicedes và chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu của chúng ta sẽ kêu gọi của ngài không những làm vua, làm thầy tế lễ mà còn làm tiên tri của Đức Chúa trời. Điều này đã ứng nghiệm ở trong đời sống của David và David cũng là một thầy tế lễ, David cũng là một tiên tri của Đức Chúa trời và ông cũng là một vị vua. Cho nên là cái sự kêu gọi ba lĩnh vực này đó là một cái sự kêu gọi cho Chúa Giêsu nhưng mà cũng là cho chúng ta. Bởi vì chúng ta đã học ở trong trường đứng Christ là gì ạ? À? Chúng ta kế thừa tất cả những điều mà Chúa Giêsu ngài đã từng trải hay là những từng trải của Chúa Giêsu được tính như là từng trải của của chúng ta. Anh chị em nghiễm nhiên hay là một cách nhưng không được nhận cái món quà này. Những sự từng trải của Chúa Giêsu được tính là từng trải của chúng ta. Sự kêu gọi của chúng ta không phải theo ban Lê Vi, đúng không ạ? Nhưng mà sự kêu gọi của chúng ta là theo ban minh chị sẽ đế, có nghĩa là ở trong Chúa Giêsu anh chị em có ở trong ngài không à chúng ta kinh thánh nói rằng nếu ai ở trong Chúa Giêsu thì người đó được dựng nên mới anh chị em có ở trong Chúa không à ở trong Chúa Giêsu tất cả mọi từng trải của Chúa Giêsu đều sẽ là từng trải của chúng ta chúng ta được kêu gọi theo ban minh chị sẽ đế. tại sao tôi lại muốn nhắc điều này tôi muốn nhắc điều này để nhắc nhở cho anh chị em rằng là chúng ta không chỉ được kêu gọi là một cơ đốc nhân bình thường chúng ta không phải là bình thường Chúng ta là những người phi thường. Amen. Amen. Và dĩ nhiên rằng là phi thường đây không phải bởi chúng ta nhưng tất cả đều bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Amen đúng không ạ? Và chúng ta biết rằng là Chúa kêu gọi chúng ta không phải chỉ là thầy tử lễ. Dĩ nhiên trong phi rơ nói với chúng ta rằng phi rơ nhất nói rằng chúng ta là những thầy tử lễ. Được kêu gọi theo gì ạ? À? Theo theo uh, là chức thầy tử lễ nhà vua đúng không ạ? tiếng anh là priesthood royal priesthood chức thầy tế nhà vua nhưng mà chúng ta biết rằng là gì không có nhiều ngày xưa khi mà tôi nghe các mục sư giảng thì tôi nghĩ rằng là chắc là thầy tế lễ cho ông vua ờ, nhưng mà sau đó tôi xem kinh thánh lời của chúa nói rằng là chúng ta được kêu gọi là vua và các thầy tế lễ amen đúng không ạ Tôi kêu gọi rất là cao trọng chúng ta được kế thừa điều đó được kế thừa điều đó chúng ta hãy mở với tôi trước hết là chúng ta sẽ mở uh, trong nhất Rơ trước ạ à chúng ta đọc cái câu kinh thánh này. <laughs> Xin mời một người đọc giúp cho tôi. Ở trong phía đôi nhất đoạn 2 câu số 9. Hallelujah. Phía Phiêu nhất đoạn hai câu số chín thì nói rằng là chúng ta là dòng giống, giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua. Là tiếng Anh của cái chức thầy tế lễ nhà vua này là uh, là uh, Royal Royal Priesthood là một cái dòng dõi uh, thầy tế lễ hoàng gia nhưng mà không phải là là thầy tế lễ nhà vua là thầy tế lễ cho ông vua là Chúa của chúng ta thôi đâu nhưng mà kinh thánh còn kêu gọi chúng ta là gì ạ? À? là các vua amen không ạ à? Chúa kêu gọi chúng ta là các vua không chỉ là thầy tế lễ nhưng mà lại là các vua cho nên rằng là chúng ta chúng ta cùng hay mở với tôi trong trong Khải Huyền đoạn một xin mời một người đọc dùm cho tôi câu số sáu I will not of sawa. Amen. Uh, can you Jean, you open the Bible uh, if you have a, the King James version in hands? The King James versions of Revelation chapter one, verse six. I'm so sorry because I didn't speak English. tôi xin lỗi tôi quên mất rồi tôi không nói tiếng anh nhưng mà có lẽ zin hiểu đúng không ạ zin hiểu tiếng việt you understand Vietnamese you understand Vietnamese a little I'm sorry uh, tôi uh, tôi quên mất là có bạn của chúng ta ở đây là người nước ngoài và mấy ông kia thì chắc đi ngủ hết rồi vì bên mỹ bây giờ đã trễ rồi uh, okay we are not only called by uh, in the, the light of Levi the lay of priesthood, but we also be called by a king to be king and priest and also in the lineage of uh, uh, uh through uh, the michisides uh, uh line not uh, the levite line and uh, the the revelation chapter 1 verse 6 uh, talking about uh, we will become kings and priests uh chúng ta ở trong cái bản King James thì ở trong này bản tiếng Việt của chúng ta nói rằng là và Ngài làm cho chúng ta trở nên nước Ngài và nên Thầy Tế Lễ. Nhưng bản tiếng Anh là Ngài làm cho chúng ta trở nên các vua và các Thầy Tế Lễ, kings and priests. King and priests Có nghĩa là chúng ta được kêu gọi theo ban Menchisedec, ban của Chúa Giêsu của chúng ta. Chúa Giêsu của chúng ta là hình bóng về thầy tế lễ Menchisedec mà trong sách Hebrew nói rằng là Ngài không có gì à? Ngài sinh đầu, Ngài cũng không có, Ngài chết, Ngài không có cha, không có mẹ. Đấy là hình bóng về Chúa Giêsu của chúng ta và chúng ta được kêu gọi theo ban này cái tại sao mà điều này nó lại rất quan trọng mà tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay đó là vì để cho chúng ta biết cái địa vị của chúng ta chúng ta biết uy quyền của chúng ta ở trong ngài amen khi mà một người con cái chúa không biết uy quyền của chúng ta ở trong chúa thì uh, sẽ rất là thiệt thòi và uy quyền chúng ta cần phải biết uy quyền của mình Quyền của chúng ta đó là con của Đức Chúa Trời và được hưởng, thừa hưởng tất cả những gì mà Đức Chúa Trời ngài đã làm qua con của ngài là Chúa Giêsu. Amen, không anh chị em. Anh chị em thấy địa vị mình cao trọng không ạ? À? Là 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 những người mà cơ động nhân chúng ta không phải chỉ là một người à, tin Chúa sơ sơ và đi nhà thờ, nhưng mà chúng ta có địa vị là vua và các thầy tế lễ ở trong Khải Huyền đoạn một câu sáu này cũng như ở trong một số khác ở trong Khải Huyền cũng nói rằng Chúa kêu chúng ta. À, đoạn đó là đoạn 5 câu số 10 tôi sẽ đọc cho nó là Ngài đã làm cho chúng người những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta và những người ấy sẽ trị vì ở trên mặt đất. Nếu mà là nên nước thì không trị vì anh chị em ạ, à. nhưng mà tại vì đây là bản tiếng Việt của chúng ta dịch lộn. Nhưng mà nên gì ạ? À? Nên nên gì ạ? À? Nên kings là các vua và priests là các thầy tế lễ. Những vua thì mới trị vì đúng không ạ? À? Thầy tế lễ làm công tác gì anh chị em? Thầy tế lễ làm công tác dâng dâng của tế lễ cho Đức Chúa Trời Nhưng mà vua thì làm công tác gì? Cai trị Cho nên là ở trong cái bản tiếng Anh Thì nói rằng là chúng ta làm các vua Và các thầy tế lễ Kings and priests Là những người được kêu gọi để trị vì Cái sự kêu gọi để trị vì Sự kêu gọi làm con trưởng nam Đã được nấy ở trên đời sống của chúng ta Kinh Thánh cho chúng ta biết là Chúa Su là trái đầu mùa Của những kẻ ngủ Hay những kẻ chết đó Chúng ta cũng là những trái đầu mùa Amen không ạ? À? Chúa kêu gọi chúng ta là những trái đầu mùa, là những con trưởng nam. Tại sao tôi lại nói trưởng nam? Bởi vì những con trưởng nam thì là những người nhận gấp đôi phần cơ nghiệp. Tiếng Anh gọi là double portions. The eldest son will receive double portions. That we are called to be the eldest sons of God. The first fruits for him. Chúng ta được kêu gọi là những trái đầu mùa. Chúa Su của chúng ta là là trái đầu mùa trong những kẻ chết ngài được sống lại là trái đầu mùa của đức trời thế thì chúng ta cũng là những người được kêu gọi là trái đầu mùa là những con trưởng Nam kinh thánh nói là chúng ta đã đến gần Hebrew đoạn 12 như đoạn 12 thì phải nói là chúng ta đã đến gần với với thành của đức trời đến gần với lại những thánh đồ đến gần với lại những con trưởng Nam là những người được ghi tên ở trong các tầng trời anh chị em và tôi có một sự kêu gọi rất là keo trọng Chúng ta được kêu gọi là những con trưởng nam. Nhưng mà dĩ nhiên rằng sự kêu gọi cho chúng ta là cao trọng đấy. Nhưng sẽ có người giống như Esau và Ruben đã bị mất quyền trưởng nam do một đời sống gì ạ? À? Ham mê, trần tục, những điều trần tục. Ví dụ như Ruben thì đã gì ạ? À? Đã ô uế và Kinh Thánh nói rằng ông đáng lẽ là sức mạnh của cha. ở Ruben con là sức mạnh của cha. Có nghĩa là là đầu của tất cả những sức mạnh của cha. Ruben là một người mạnh mẽ, là một người con cả, con trưởng là con mạnh mẽ, nhưng mà con đã làm ô uế giường của cha. Ruben đã phạm tội tà dâm với vợ của cha mình. Chúng ta thấy rằng là đó là là khiến điều đó khiến cho Ruben đã mất quyền trưởng nam. Và chúng ta thấy trưởng nam đã được giao vào tay của Joseph. Rồi một người nữa mất quyền trưởng nam đó là Esau. Esau mất quyền trưởng nam tại sao ê sau mất quyền trưởng nam chỉ vì một chén canh màu đỏ đỏ cho nên ê sau dòng dõi của ê sau được gọi là ê đôm ê đôm có nghĩa là đỏ đỏ đã bán với một điều tầm thường cho nên sự kêu gọi đã nấy ở trên đời sống của anh chị em và tôi những người nào đã nhận thấy sự kêu gọi nếu chúng ta mà bán với những điều tầm thường của thế gian này thì chắc chúng ta cũng sẽ giống như ê sau nhưng nếu như chúng ta có thái độ như Jacob, dẫu rằng Jacob là một người không hoàn hảo, cái tên của Jacob có nghĩa là kẻ gì ạ? À? Nắm gót chân, đúng không ạ? Là một kẻ xấu nết, là một kẻ nắm gót của người khác, cướp vị, cướp vị của chính anh ruột của mình. Dẫu rằng ở trong thời điểm đầu tiên, Jacob dường như là một người không có gì là thánh cả, không có gì là công bình cả. Nhưng ông biết những điều thuộc linh của Đức Chúa Trời là rất cần thiết và rất quan trọng Ông quý báu những cái điều mà Đức Chúa Trời Ngài ban cho Amen không ạ? À? Cho nên rằng là gia cốp Dẫu rằng là một người nắm gõ đó Là một người chiếm vị, là một người không tốt Nhưng sau đó ông đã được nhận quyền trưởng nam cho mình Cho nên anh chị em đã thấy được điều này Là chúng ta có quyền trưởng nam rồi Chúa đã kêu gọi anh chị em và tôi để nhận lãnh bội phần cơ nghiệp. Kinh Thánh nói rằng là cơ nghiệp của Đức Chúa Trời đã được dành sẵn ở trên các tầng trời cho anh chị em rồi. Anh chị em Hầu hết là chúng ta chưa hiểu được câu kinh thánh này Bản thân tôi cũng hiểu rất ít về câu kinh thánh này Rất là ít thôi Nhưng mà tôi biết rằng là cơ nghiệp của chúng ta Đã được để dành trong các tầng trời cho chúng ta Y như lời của Chúa Phán Hallelujah Cho nên đừng bao giờ để mất quyền trưởng nam Đừng bao giờ để mất những điều quý giá Chỉ vì những điều trần tục tầm thường Đúng không ạ? Dĩ nhiên ở đây tôi không nói trần tục Có nghĩa là đi làm nha anh chị em Sứ đồ Paulo vẫn vừa đi làm vừa may may chạy, tôi nghĩ một sự kiên ở đây vừa may chạy vừa hầu việc Chúa đúng không ạ? Tôi cũng là người đang may chạy và hầu việc Chúa đây, cho nên rằng là tôi không nói rằng là điều trần tục có nghĩa là đi làm công việc để mà chu cấp cho gia đình của mình hay là vừa hầu việc Chúa vừa làm công vừa 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 đi làm một công việc gì đó hoặc kinh doanh một cái gì đó. Nhưng mà ý tôi đang nói rằng là gì ạ? À? Đó là tấm lòng của người đó dành cho điều gì, động cơ của người đó cho điều gì. Khi mà Chúa nhìn ấy thì chúa không nhìn bề ngoài đâu nhưng mà chúa xét động cơ đúng không ạ chúa xét xem là chúng ta cái lòng của chúng ta nó còn dính với thế gian này không những sự mê tham của mắt những sự mê tham của xác thịt những sự kiêu ngạo của đời nó còn ở trên đời sống của chúng ta không đúng không những điều đó chúa đánh giá chứ chúa không phải là đánh giá về việc chúng ta đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình điều đó phải chúng ta còn phải giúp đỡ gia đình chúng ta nhiều hơn giúp đỡ người khác nhiều hơn amen không ạ à? cho nên là nhưng mà tấm lòng của chúng ta động cơ của chúng ta, chúng ta có hướng về những điều trần gian này không? Chúng ta có hướng về nhà cửa, xe cổ, chúng ta có hướng về thú vui trần thế này, đúng không ạ? À? Thay vì một tiếng đi thăm viếng anh chị em thì chúng ta nói thôi, chúng ta ngồi coi phim, bởi vì nói chung là đi thăm cũng được mà chẳng đi thăm cũng có sao đâu. Chúng ta có thể bao biện về những điều đó nhưng mà Chúa sẽ xem xét động cơ của chúng ta, Chúa sẽ xem xét thái độ tấm lòng của chúng ta. Mà chúng ta có thật sự đang sống cho vương quốc, đang xây dựng vương quốc của Chúa hay là chúng ta đang muốn? thỏa mãn những gì của xác thịt của mình. Và sự kêu gọi của Chúa đã dành sẵn cho anh chị em và tôi rồi đó là sự kêu gọi làm con trưởng nam anh chị em mà Tên của chúng ta đã được ghi trên ở các tầng trời rồi. Cơ nghiệp ở trong các tầng trời đã được dành sẵn cho chúng ta rồi. Nhưng mà chúng ta hãy phải nắm lấy điều đó và nắm thật chắc nữa. Chúng ta hãy nói người bên cạnh nắm thật chắc nhá. Amen. Amen. Hallelujah. Chúa kêu gọi chúng ta. Ở đây là là các vua và các thầy tư lễ để cai trị với Chúa. Trước nhất đó là cai trị ở trên đất này một ngàn năm khi mà Chúa quay trở lại. Chúng ta đã biết rằng là là Chúa sắp trở quay trở lại rồi. Jesus is coming very soon. Không còn nhiều thời gian đâu anh chị em ạ. À. Những tổ chức truyền giáo họ nói rằng chỉ có khoảng 500 dân tộc nữa chưa được truyền giáo phúc âm. Mà anh chị em biết ngày hôm nay công nghệ thông tin chỉ cần một cái một cái click của quảng cáo thôi thì tin lành của Chúa được giao giảng khắp nơi trên thế giới. Rất là nhanh, nhanh hơn chúng ta tưởng. Và Kinh Thánh nói rằng vả tiên lành này và nước nước trời sẽ được giao giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân vậy. Sự cuối cùng sẽ đến anh chị em ạ. Gần rồi. Ngay của Chúa gần rồi. Chúa Sư nói rằng là thế hệ này sẽ không qua đi khi mà gì à, con người đến nói về về thế hệ năm 1967. Chúng ta biết sáu 67 lời của Chúa ở trong uh, sách tiên tri uh, thi thiên môi xe nói rằng đời người là mươi năm thôi. Có nghĩa là chúng ta cộng vào 1967 cộng với 7 Xin lỗi 70, 80 năm 7, 80 thì nó ra khoảng 2037 đến 2047 thời điểm rất là gần anh chị em và kinh thánh nói chúng ta biết rằng là lịch sử loài người của chúng ta là sẽ có 7.000 năm khoảng 7.000 năm từ A, từ uh, Adam cho đến Abraham là khoảng 2.000 năm chúng ta được tính được tuổi tổ tuổi phụ qua kinh thánh cộng các tuổi của tổ phụ lại với nhau được khoảng 2.000 năm và từ Abraham đến đấng Christ 2.000 năm và khi mà đấng Christ đóng đinh trên thập tự giá thánh linh ráng xuống và ngày khai sinh hội thánh của Chúa đó cho đến thời điểm của chúng ta cũng đã gần 2.000 năm rồi. 6 ngày, 6 ngày Chúa làm việc và một ngày của thiên hiên niên là một ngàn năm bình an và Chúa Sư sẽ cai trị trên đất này. Anh chị em ạ. Thời điểm gần lắm rồi, không còn nhiều thời gian để chơi đùa với thế gian này. Để các bạn thanh niên yêu dấu. Amen. Phần lớn các bạn ở đây là thanh niên. Young people chúng ta không có nhiều thời gian để chơi đùa với thế gian này đâu không có nhiều thời gian để sống cho sắc thịt nhưng hôm trước một sư phụ không có thời gian để hút thuốc đâu đúng không ạ à? không có thời gian để chơi bời đâu nhưng mà chỉ có thời gian để học những cái kỹ năng tất cả mọi điều và vừa học vừa hầu việc cho trời mà thôi amen không ạ à? và nếu mà anh chị em làm như vậy anh chị em ơi thì chắc chắn phần thưởng của con trưởng nam sự sức giàu gấp đôi gấp đôi phần cơ nghiệp giống như Elise được được sức giàu gấp đôi từ thầy của mình là Elise, Eli, chúng ta cũng sẽ nhận được điều đó anh chị em ạ. À. Còn nếu như anh chị em nói không với ngài hay anh chị em nói rằng là thôi tôi chẳng cần thì chắc có thể là chúng ta sẽ giống như Esau và Ruben và có lẽ là chúng ta cũng không được giống như Esau và Ruben nữa đúng không ạ? Còn không được gì, có thể không được gì, có thể sẽ ra ngoài cái sự thương xót của Đức Chúa Trời nhưng mà nếu như chúng ta tỉnh thức đời sống của chúng ta chúng ta nói với Chúa rằng Chúa ơi con chỉ muốn sống cho ngài thôi con không muốn dành những cái sự thàn tạ cho ngài giống như cái câu chuyện của cái người cái 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 cô gái trẻ kia làm ca sĩ đúng không ạ khi mà bệnh tật rồi tàn thân tàn rồi ở trong bệnh viện thì nói với mục sư của mình rằng mục sư ơi tôi sẽ dâng cuộc đời mình cho Chúa mà mục sư nhớ lại rằng là gì trước đây khi cô còn trẻ và còn hát rất là hay cô có rất nhiều tài năng thì mục sư nói rằng con hãy hầu việc chúa đi thì cô từ chối cho nên cái khi mà mục sư vào viện thăm thì mục sư mang một cái bó hoa và tàn héo đến cô rất tức giận với lại mục sư tại sao ông đến thăm tôi mà ông không mang một cái bó hoa tốt đẹp lại mang một cái hoa tàn như thế này và mục sư nói rằng gì con ơi cái lúc mà con còn đẹp á con còn thông minh con còn trẻ con còn hát hay á, con không dâng cho chúa bây giờ con dâng cho chúa cái thân tàn này thì Ngài sử dụng thế nào? Và cô gái đó đã khóc lóc và ăn năn vì vì những quyết định của mình. Anh chị em ơi! Những bạn trẻ chúng ta còn sức trẻ nhiều lắm, chúng ta có sự thông minh học hỏi, chúng ta rất nhanh học, thậm chí tôi thấy những bạn thanh niên học nhanh hơn 3 đến 4 lần những người lớn tuổi. Hãy tận dụng thời điểm của mình để dâng cuộc đời mình cho Chúa, anh chị em ạ. À. Amen không ạ? À? Sự kêu gọi làm vua và làm thầy tế lễ sẽ được chắc nịch cho chúng ta giống như đinh đóng cột, giống như là Paulo nói rằng tôi ao ước hay là mong cho tôi được dự phần trong sự sống lại lần thứ nhất. Paul says that he wants to resurrect it with Christ, to rule with him in thousand years in the earth. Chúng ta sẽ trị vì với Chúa trên đất này một ngàn năm nếu chúng ta trung tín với sự kêu gọi của chúng ta và xin chúng ta hãy đứng lên trong sự cầu nguyện. Hy vọng sứ điệp này sẽ khích lệ cho các anh chị em tốt nghiệp và cũng sẽ khích lệ cho quý vị là những người tham dự hôm nay và các cựu sinh viên Alleluia! Chúng ta sẽ đến với Chúa trong sự cầu nguyện giờ này. Chúa ơi xin Ngài giúp đỡ chúng con, để chúng con quý trọng với sự kêu gọi của Ngài.